Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Là người đệ tử Phật, ai ai cũng mong được một lần trở về nguồn cội chiêm bái Phật tích, quê hương của Đức Phật, đặc biệt là nơi đản sinh, thành đạo, truyền pháp luân và nhập Niết Bàn. Đó là tứ động tâm, ăn sâu vào tiềm thức chúng con, đến nỗi khát ngưỡng da diết như đứa con thơ xa quê hương bao năm tháng dãi dầu, lặn hụp trong vô minh đen tối, sanh tử luân hồi nay đây mai đó, được trở về thăm cha mẹ dưới ánh sáng tử quang. Để rồi với tâm nguyện chí thiết lòng thành ấy của chúng con, hôm nay ngày 16 tháng 10 năm Nhâm Thìn đã trở thành hiện thực. Thật có niềm vui hạnh phúc nào hơn. Nhờ duyên lành này, chúng con được tiếp nhận thêm niềm tin, sức sống và năng lượng từ bi, trí tuệ của Thế Tôn, giúp chúng con trên đường tu tập đạt đến sự giác ngộ giải thoát viên mãn. Hương giới hương định cùng hương huệ, hương giải thoát giải thoát phi kiên, đài mây sáng rỡ trùm pháp giới, cung dường tam bảo khắp mười phương. Nam mô Bồ Tát hương cung dường, Nam mô Bồ Tát hương cung dường, Nam mô Bồ Tát hương cung dường. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9 năm Nhâm Thìn, tăng ni Phật tử tại thiền viện Trúc Lâm Yên tử chúng con hành hương về quê hương của Đức Thế Tôn, ngưỡng mong Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni từ bi chứng minh và gia bị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa cùng tất cả Phật tử, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9 năm Nhâm Thìn, thì chúng ta có chuyến hành hương đi thăm quê hương của Đức Phật. Thì chuyến hành hương của chúng ta có tên là trở về nguồn cội. Thì tại vì từ lâu nay chúng ta tu theo đạo Phật, chúng ta đã từng học giáo lý cũng như là về những cái sự tích, về những cái câu chuyện của Đức Phật, nhưng mà chúng ta chưa được mắt thấy tai nghe những cái hình ảnh đích thực là cái nơi đản sanh, nơi Đức Phật xuất gia, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật chuyển pháp luân và nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Và những bộ kinh Đại Thừa là chúng ta học, và trong đó nó là Pháp Hội Linh Sơn, thì đó là núi Linh Thú. Thì chuyến hành hương hôm nay thì chúng ta sẽ đi tất cả những cái di tích ấy. Thì chúng ta đi hành hương theo cái tinh thần gọi là trải nghiệm, là những cái gì mà mọi người đã học giáo lý của đạo Phật từ bao nhiêu năm nay và tu tập, thì hôm nay chúng ta sẽ đi trải nghiệm con đường mà Đức Phật đã đi qua, đã tu hành và đã chứng ngộ. Hôm nay được duyên lành được thầy cho một chuyến đi về cội nguồn đất Phật để học theo gương hạnh giáo hạnh của Đức Phật, tu hành giải thoát là một điều hạnh phúc đối với người Phật tử chúng con. Thực sự là mới chuẩn bị thôi, nhưng trong lòng thực sự mấy ngày nay đã rao rực lắm rồi. Và hiện tại thì cũng rất là mong muốn khi được đặt chân đến Đức Phật, đến đất Phật, thì bản thân mình sẽ gặt hái được nhiều thành quả, mà cũng sau đi khi mà đi về thì con tâm nguyện cũng sẽ là cố gắng tu hành và đến cho đến ngày viên mãn theo chân của Đức Phật. Đặt chân đến sân bay Nội Bài, chúng con mới thật sự cảm nhận chỉ còn ít thời gian nữa máy bay sẽ rời Việt Nam tới Thái Lan, và từ Thái Lan tới Ấn Độ bắt đầu cuộc hành trình trở về nguồn cội. Hầu hết trong phái đoàn chúng con đều là lần đầu tiên đến đất Phật,
lần đầu tiên nên mỗi người đều mang cho mình những cảm xúc và ước nguyện thật thiêng liêng. Cũng có một chút tu tập, có duyên với Phật Pháp nên hôm nay con mới được theo cái thầy, cái cô về để chốn Phật. Con rất là vui ạ. Nhưng hôm nay chúng con được đi một chuyến theo quý thầy hướng dẫn chúng con về đất Phật, cũng như là chúng con coi như là về quê cha đất tổ. Chuyến này thì để một chuyến trải nghiệm như thế, và sau này chúng con sẽ có thêm cái tư lương để mà tu tập trong suốt quãng đời còn lại. Chúng con nguyện tất cả chúng con sẽ đi theo con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Mong ước bực bao nhiêu ngày bây giờ thì mới thực hiện được, nhưng mà không may đến lúc đi thì nó lại bị cái chướng duyên như thế này. Nhưng mà con vì cái lòng quyết tâm của con thì con quyết tâm con sang đất Phật. Chúng ta về đất Phật thì chúng ta nhớ những lời mà Phật dạy rồi, ta qua Ấn Độ, rồi ta bước đi làm thế nào đó, cái tâm mình với cái thân mình là một. Để chúng ta hiểu rằng là đi về nơi đất Phật dạy, chúng ta hiểu những cái lời dạy của Phật nó rất là thiết thực, rất là cuộc sống, rất là rõ ràng. Phải làm chủ được mình, quay lại cái thân mình để làm chủ. Thì đó là vấn đề mà chúng ta phải luôn luôn nhớ, làm chủ lấy thân mình. Thì chúng tôi có cái tâm nguyện là cái cầu nối để đưa các Phật tử cũng như các quý thầy Việt Nam về chiêm bái đất Phật một cách coi như là an lành và tốt đẹp. Chuyến bay hơn 1 giờ 45 phút, đoàn chúng con đặt chân đến thủ đô Bangkok, Thái Lan. Lúc này của tôi lúc nào cũng hướng về phía trước, hướng về nơi cội nguồn mà chuẩn bị 1-2 ngày tới tôi đến. Trên là trong lòng hết là nâng nâng khó tả. Nhìn chung trong đoàn đi là hết sức là hào hứng, hết sức phấn khởi để hướng tới một chuyến đi thật là viên mãn. Cảm xúc của con bây giờ là rất là hạnh phúc và an lạc. Con được về nơi đất Phật để chiêm bái. Và con rất là hạnh phúc khi được theo gót chân quý thầy ở Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử để về nơi đã, 4 nơi thánh tích của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở Thái Lan, Đạo Phật được coi là quốc giáo. Thật không khỏi ngạc nhiên một đất nước phát triển mạnh về du lịch nhưng Đạo Phật lại phát triển mạnh mẽ. Từ sân bay trở về khách sạn, dọc hai bên đường thấp thoáng những mái chùa được xây dựng cầu kỳ với nhiều màu sắc. Hai bên bờ sông Chapia, bên cạnh những khách sạn, nhà hàng hiện đại sầm uất, những ngôi chùa cổ được chính phủ Thái Lan trùng tu và bảo vệ. Giáo pháp thật mầu nhiệm, không có khoảng cách về ngôn ngữ, về quốc tịch. Người Thái và người Việt thật gần gũi, thân thương. Ngắm nhìn bọt nước tung lên trắng xóa, được thả hồn trong làn gió cuối chiều, trong lòng chúng con bao nỗi bình an. Thank you.
xúc động khi đoàn chúng con lại có cơ duyên đến chiêm bái ngôi chùa vàng tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Nơi đây có thờ đức tượng Phật vàng nặng 5,5 tấn, là một trong những ngôi chùa nổi tiếng hàng năm đón tiếp rất nhiều các Phật tử trong và ngoài nước. Trước uy nghi bảo tọa trang nghiêm thanh tịnh của Đức Bổn Sư, chúng con đều cảm nhận ánh tử quang lan tỏa khắp muôn nơi. Vì thế đến đâu, ở đâu, chúng con cũng được sự an lành. Hôm nay chính thức chúng ta đi đến Ấn Độ, quê hương của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đến Bồ Đề Đầu Tràng, là tháp đại sát, là nơi Đức Phật 49 ngày đêm thiền định dưới gốc cây Bồ Đề và giác ngộ thành Phật, chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì như vậy tất cả Phật tử làm sao trong chuyến đi này sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt, nhất là Phật tử đã từng tu học tại Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử thì cũng hiểu được những cái nền tảng giáo lý của Đức Phật. Cho nên là tùy theo cái căn duyên của mỗi người, cho nên khi đến thích tích sẽ có những cái cảm xúc cũng như là có những cái cảm nhận đạo lý khác nhau. Mà cái điều quan trọng nhất là chúng ta với tinh thần lục hòa là luôn luôn nương theo quý thầy, nương theo đại chúng. Tôi đi lần này cũng là lần thứ ba rồi, mà thấy cảm thấy vẫn còn muốn đi nữa. Thực sự cái chuyến đi Ấn Độ này cũng là một cái điều mà tôi cũng khao khát từ rất là nhiều năm rồi. Thì chúng tôi đã chờ đợi, đã chuẩn bị hàng mấy tháng nay. Đến hôm nay thì cái mong mỏi đó mới thành hiện thực. Hôm nay là trên đường từ Thái Lan sang Ấn Độ, chúng tôi rất là hồi hộp. Hôm nay trên sân bay Thái Lan, trên đường đi về Ấn Độ, đất Phật, con không biết nói gì, con chỉ biết là tất cả những gì trong mình còn đang yếu đuối, chưa giải quyết được thì về đất Phật chúng con sẽ cố gắng noi theo lời của Phật dạy, nghe theo pháp của Phật để sửa mình, tu mình, đi đúng trên con đường của Phật đi mà chúng con đã được biết, được hiểu. Chuyến đi Ấn Độ này thì là rất là hy hữu, vì là mình cũng nghĩ rằng là chắc là phải một cái duyên may như thế nào đó thì mình mới có được một cái dịp để được đi với quý thầy. Thì chúng ta đi chuyến đi này gọi là trải nghiệm để cho mọi người tự kiểm nghiệm lại mình là đã từng tu, từng học theo giáo lý Phật. Thì khi mà đi đến nơi thì mỗi người sẽ có những cái gặt hái, có những cái cảm xúc khác nhau để thấy rằng là mình có cái duyên lành với Phật sâu hay là cạn. Nếu mà mình có duyên lành sâu thì mình phải cố gắng tăng trưởng thêm lên. Còn nếu mà cái duyên mình thấy nó cạn thì mình phải cố gắng hơn để làm sao trong đời này cũng như là đời sau lúc nào mình cũng gặp được chánh pháp của Phật để tu hành cho đến ngày viên mãn. Tạm biệt đất nước Thái Lan, chúng con lên đường chính thức trở về Ấn Độ, miền đất nơi thị hiện của ba đời chư Phật, vì đại sự nhân duyên khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho chúng sinh, được xem là nguồn cội của đạo Phật và cũng từ đây là quê hương muôn thuở đệ tử của Như Lai, là nơi quy hướng thiêng liêng cho tất cả những người con Phật.
tiếng bay của hãng hàng không Thái Lan, chúng con đặt chân đến đất Phật vào lúc 16h30 phút giờ Ấn Độ và khoảng 18 giờ theo giờ Việt Nam. Trong lòng chúng con trào dâng niềm xúc động, tri ân Tam Bảo đã gia hộ cho chúng con sau bao tháng ngày mong mỏi, hôm nay đã được trở về. Thật duyên lành cho phái đoàn chúng con, được Sư Mano, trụ trì tháp đại giác ra tận sân bay đón tiếp. Những tràng hoa cúc vạn thọ tươi thắm được choàng lên cổ quý thầy và Phật tử đã mang đến cho chúng con cảm giác thật ấm áp, thân thương, thắm tình đạo vị, như người đi xa được trở về quê nhà, gặp lại người thân. Vào một buổi chiều thu hoàng hôn vừa chợt đến, hai bên đường hoa lá theo làn gió đung đưa khoe sắc hương thơm, như đang chào đón những người con tha phương nay được trở về. Trong lòng chúng con với bao niềm hân hoan thật không sao kể xiết. Ấn Độ ngày nay là một quốc gia Nam Á, có ranh giới với Pakistan, Trung Quốc, Myanmar, Bangladesh, Nepal, Bhutan và Afghanistan. Với dân số trên 1 tỷ người, Ấn Độ là nước đông dân thứ nhì trên thế giới và đồng thời lớn thứ 7 về diện tích. Ấn Độ có nền văn minh Ấn Hạ phát triển rực rỡ cách đây 5.000 năm và là nơi sinh trưởng của 4 tôn giáo quan trọng trên thế giới là Ấn Độ giáo, Hindu, Phật giáo, đạo Jaini và đạo Sikh. Ấn Độ là nền dân chủ lớn nhất trên thế giới, là một nước dân chủ liên bang gồm 28 bang và 7 vùng lãnh thổ. Ngôn ngữ chính là tiếng Hindi, tiếng Anh là phương tiện và là ngôn ngữ chính để truyền đạt kiến thức. Chúng ta cũng rất là cảm ơn khoa học đã phát triển cho nên mới có điều kiện nhanh chóng đưa chúng ta đến được nơi đây. Chứ ngày như ngày xưa ngài Trần Quyền Trang á, ngài muốn đến thì phải mất biết bao nhiêu thời gian, trải qua biết bao nhiêu tai kiếp, cuối cùng là ngài mới đến được Ấn Độ. Còn chúng ta chỉ tốn thời gian rất là ngắn là đã đến đây rồi. Đó, cho nên là trong thời gian này là mọi người luôn luôn trân trọng cái duyên mệnh của mình, là luôn luôn có những cái tư tưởng trong sáng để chúng ta sẽ cảm nhận được những cái đạo lý sâu xa do Đức Phật cũng như là chư vị hộ pháp sẽ gia bị cho chúng ta, cũng như là do cái duyên lành của mình mà mình sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt. Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử được xây dựng để Hòa Thượng Tôn Sư đã trao hoàn ruộng và thiền tông cho quý thầy. Trong 10 năm thầy vừa xây dựng, thầy vừa giảng dạy cho chúng con. Hôm nay thầy lại dìu dắt chúng con về nơi đất Phật để học theo gương hạnh của Phật tổ Như Lai để chúng con cầu giác ngộ giải thoát. Hạnh phúc và an lành thay khi chúng con đã được đặt chân đến Bồ Đề Đạo Tràng, di sản văn hóa của thế giới, một trong 4 Phật tích linh thiêng nhất đối với mỗi người con Phật.
bước chân quý thầy, chúng con vào đảnh lễ Sư Mano, trụ trì tháp Đại Giác, Bồ Đề Đạo Tràng. Mùa xuân Tân Mão 2011, Ngài đã đến Việt Nam và đã viếng thăm Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Hôm nay, chư tăng của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử có cuộc hội ngộ với Ngài ngay tại Bồ Đề Đạo Tràng. Quý thầy đã trao tặng những món quà tâm linh cùng bao tình cảm chân tình trong không khí ấm tình đạo vị. Hôm nay là đến xứ Phật, trước nhất là đến Bồ Đề Đạo Tràng để lễ Phật, kế đến thăm sư. Và với tấm lòng tăng ni Phật tử có một số tịnh tài tịnh vật để cúng dường sư, cầu Phật gia hộ cho sư được khỏe mạnh để sư quản lý nơi chốn tổ này được càng ngày càng tốt đẹp. Cảm ơn sư. Bồ Đề Đạo Tràng, cái tên quen thuộc như gợi lại ý nghĩa linh thiêng. Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ, Đạo Tràng tức là trực tâm. Trở về Bồ Đề Đạo Tràng cũng có nghĩa là trở về với cội nguồn, trở về với bổn tâm, mục đích tối hậu của hành giả học đạo tham thiền. Và giờ đây, trong sự trang nghiêm thanh tịnh với tấm y vàng dâng Phật trên tay, chúng con từng bước theo chân quý thầy vào đảnh lễ tháp Đại Giác. Cũng là lúc chúng con đối diện pho tượng Đức Bổn Sư đặc biệt kỳ diệu hào quang tỏa dạng. Tượng cao hơn 2 mét, được làm bằng đá đen, bên ngoài được mạ vàng bởi những người hành hương với một bàn tay chỉ xuống đất. Đây là trạng thái khi Đức Phật ngồi thiền và đạt được sự giác ngộ. Bức tượng nét mặt điềm đạm, bình tĩnh, với vẻ mặt sống động hiền từ, miệng mỉm cười chan hòa tình thương. Mỗi người Phật tử đều không thể quên được cảm xúc khi được phủ phục dưới chân thành tâm kính lễ. Nước mắt chẳng biết từ đâu cứ trào dâng, cảm xúc bồi hồi, trong lòng chúng con xúc động mãi không thôi. Đây là tháp Đại Giác uy nghi sừng sững, một minh chứng sống cho sự trường tồn của chánh pháp, nơi Thái tử Tất Đạt Đa thành đạo sau 49 ngày đêm thiền định. Dưới đại cụ Bồ Đề, trước tòa Kim Cang khi sao mai vừa lên, Ngài đã chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Dưới đại cội Bồ Đề muôn tuổi, tâm Ngài tỏa sáng cả thái hư, trí Ngài đốt cháy mộc chiêm cư và đã chứng đạo Bồ Đề Đại Giác. Con đến đây với bao điều ngơ ngác, thắp cho mình một nén tâm hương, nguyện cho mình thấu rõ một con đường, ngày mai ấy đưa con về nguồn cội. Và cũng từ đây, ánh sáng giác ngộ nhiệm màu lan tỏa khắp cả Tam Thiên Đại Thiên, mở ra một chân trời cao rộng cho chúng con, cùng tất cả chúng sinh thoát khỏi đọa lạc trầm luân, trong sinh tử luân hồi, từ vô thủy kiếp không tìm đâu lối thoát. Và đó cũng chính là khởi đầu thông điệp tình thương và hạnh phúc. Thông điệp ấy đã đi vào tâm thức mỗi người, khi cánh cửa giải thoát bắt đầu khai mở, đánh thức sự hướng tâm vào thế giới an lạc của sự vận hành, xa rời sự chấp thủ và khát ái. Đồng thời chấp nhận thực tại nhiệm màu, chân tâm thường trụ bất biến, một chân trời tự do mở ra cho những ai còn khát vọng về hạnh phúc, giải thoát cho mọi khổ đau. Thế mà, đã từ lâu con tham sân chấp ngã, quên hẳn đường về tình ái si mê, tù trong lục đạo trăm giây phiền não, lặng kiếp luân hồi đêm dày tâm tối. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng cùng tất cả Phật tử, thì hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đến Bồ Đề Đạo Tràng. Trước mặt chúng ta là tháp Đại Giác, là nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thiền định 49 ngày đêm và giác ngộ thành Phật. Và trước mặt chúng ta cũng là cây Bồ Đề, là trải qua mấy ngàn năm từ những cây Bồ Đề gốc đầu tiên do Ngài A Nan Ngài trồng, mà đến bây giờ đã trải mấy ngàn năm, cho nên cây Bồ Đề trước mặt chúng ta đã trải qua chắc chắn là nhiều triều đại, nhiều thế hệ. Ngày đầu tiên đoàn tăng ni Phật tử thiền viện Trúc Lâm Yên Tử chúng ta hành hương đến đây. Đây là chốn tổ, tổ là gọi là Phật tổ đó. Trước mặt chúng ta là cái tháp này Đại Giác là do vua A Dục xây vào thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch. Hương giới hương định cùng hương huệ,
hướng giải thoát tri kiến. Đài mây sáng rỡ trùm pháp giới, cúng dường tam bảo khắp mười phương. Nam mô Bồ Tát hương cúng dường, Nam mô Bồ Tát hương cúng dường. Chọn lòng con mang từ mảnh đất xa hương, biểu tượng của màu giải thoát, xin kính dâng lên kim thân đấng tử phụ thân thương. Đây là những ngọn nến lung linh hồng quang tỏa sáng, biểu tượng cho trí tuệ xin kính dâng lên ngài. Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp tiếp nối huệ mạng, vị cha lành trong ba cõi. Và đây là những đóa hoa tươi thắm thuần khiết, thanh cao, biểu tượng cho nhân quả. Lòng chúng con đã được thấm nhuần, xin gửi đến cúng dường đấng tử phụ chứng minh. Nỗi lòng da diết hòa trong tiếng tụng kinh niệm Phật sám hối, âm thầm khát vọng nay được thấm nhuần trong ánh sáng từ bi, lan tỏa từ kim thân của đức tử phụ Thích Ca Mâu Ni. Một lần nữa chúng con không sao cầm được những giọt nước mắt, cứ mãi trào dâng khi được ngắm nhìn Sư Mana làm lễ dâng y Phật trước Đại Hùng Bảo Điện. Thank you.
Chúng con cảm nhận Đức Tử Phụ đang mỉm cười, ánh mắt từ bi, chan chứa yêu thương. Chúng con một dạ trí thành hướng về lạy Phật trong sự im lặng, thanh tịnh. Tâm chúng con lâng lâng xúc động, một nguồn năng lượng thật đặc biệt lan tỏa, khiến không gian trở nên yên tĩnh, trang nghiêm, kỳ diệu, linh nghiệm lạ thường. Nhờ ơn công đức này, nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho chúng con lòng từ bi mở rộng, biết yêu thương muôn loài, có đầy đủ các pháp duyên và phương tiện để thực hành chánh pháp đến ngày chứng ngộ chân lý giải thoát sinh tử. Sau khi đi nhiễu tháp ba vòng, chúng con được quây quần bên thầy ngay dưới chân bảo tháp, tất cả để im lặng nghe trong sâu thẳm một không gian sâu lắng mà lung linh đến thế. Thầy ngồi đó, từ bi chỉ dạy cho chúng con ý nghĩa của nơi Phật thành đạo, ý nghĩa lớn lao của đạo Phật, đạo của từ bi và trí tuệ. Thầy sách tấn chúng con tin sâu vào khả năng nơi mình đều có khả năng giác ngộ, hãy thành tâm phát nguyện giác ngộ trong chánh pháp. Tại nơi mảnh đất thiêng liêng phút giây này sẽ trở thành nguồn năng lượng chảy suốt chặng đường tu hành, giải thoát của chúng con. Đa số phải nói là những phế tích chứ không phải trọn vẹn như ngày xưa, nhưng mà cái điều đặc biệt là cái ngôi tháp đại giác này và cái quần thể này là trải qua những biến cố rất là lớn lao. Nhưng mà ngày hôm nay là chúng ta đến mà được thấy hình thức như vậy, rồi chúng ta thấy những cái người Phật tử ở trên khắp thế giới cũng như là Tăng Ni về đây chiêm bái các bạn, thì quý thầy cũng có nói cho mọi người biết là chúng ta nhiều năm học giáo lý cũng như là tu theo chánh pháp của Phật, đi đến nơi đây là gọi là trong tứ động tâm mà, thì mình đi đến đâu cũng có những cái cảm xúc hoặc là vui hoặc là buồn. Tại sao buồn? Buồn là tại vì mình nghĩ rằng là mình luân hồi bao nhiêu kiếp sanh tử, đời này thì mới làm người, gặp Phật pháp mình nghĩ rằng là gặp Phật pháp chậm quá, không, mình tu chưa tới đâu, cho nên là mình xúc động, thì cái đó cũng là động tâm đó. Thì vui cũng là động tâm, mà buồn cũng là động tâm đó. Cho nên là có những cảm xúc rất là lạ. Mình tu theo chân lý, tu theo chánh pháp mà vậy. Còn chánh pháp là gì? Thú vị vậy. Chánh pháp là thường gọi nó là tam tạng kinh điển à, tam tạng kinh điển trong đó diễn đạt cái gì? Chân lý sự thật, chánh pháp là rõ ràng, là những cái hành động mầm móng của nguyên nhân. Ngay đâu đó Phật thấy là Ngài diễn đạt rất rõ ràng trong cái gì? Tư đế, trong cái khổ tập diệt đạo. Chỉ thấy rằng Phật nói sanh lão bệnh tử là lẽ thường nhiên, không ai tránh khỏi. Khi trời còn mờ sương, hai bên đường tiếng chim ríu rít thức dậy sau một đêm dài im ngủ, trong không khí an lành, tinh khôi của một ngày mới, với những đóa hoa tươi thắm, chúng con lặng lẽ đi nhiễu tháp mà cảm xúc dâng trào. Cây bồ đề rợp bóng lá xanh mát trong làn sương buổi sớm, tiếng niệm Phật tan vào sớm mai, để lại trong chúng con những cảm xúc ngập tràn hạnh phúc. Chợt thấy mình nhỏ bé mong manh và được chở che nương náu. Phật tử khắp nơi trên thế giới trở về đây với các nghi lễ khác nhau, nhưng tất cả đều thể hiện sự thành kính từ tâm thanh tịnh của những người con Phật xin cúng dường Đức Thế Tôn. Mọi người vững niềm tin như vậy thì chắc chắn trên con đường tu chúng ta không bao giờ bị thối chuyển. Mong rằng tất cả đại chúng
luôn luôn tâm niệm những cái điều mà Đức Phật đã đi, đã thành tựu. Không phải người nào đến ở đây cũng là người nghèo khổ hết. Lời dạy của một bậc vĩ nhân trong tôn giáo, những người nào thực hành những điều lành, điều tốt của Đức Phật dạy, thì người đó làm an lạc bản thân mình, làm an lạc cho chúng sanh, làm giải thoát mọi loài. Thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta đến với Đạo Phật, đến với Đức Phật là tìm cầu sự an ổn, an vui và giải thoát. Khi vào rồi, biết tu rồi, thì bước đầu thì hăng hái buông bỏ. Nhưng quá trình đó rồi còn dính mắc. Nhiều khi lại vào tu, hoặc là chúng ta tu một thời gian là dính mắc. Vì không dính mắc về vật chất, mà dính mắc về và danh lợi, về cái định rồi, thì tin rằng trí tuệ chúng ta sẽ phát triển. Sự phát triển đó chúng ta không phải là đòi hỏi nó lớn quá. Từng bước một, trong bước đi của mình, mỗi người cái gì của mình, mỗi người có mỗi cái nghiệp riêng. Vì thế không ai biết mình bằng mình biết mình. Khi biết rồi thì phải sửa, sửa phải từng bước một, và từ đó tin rằng nó sẽ trưởng thành. Nó vi diệu ở điểm khi chúng ta thực hiện theo lời Phật dạy và làm được tốt, giữ được tốt, tự nhiên đó là tâm Phật chúng ta càng hiện rõ lên ánh sáng. Thật là duyên lành, hôm nay cũng nhờ hồng ơn Tam Bảo Hòa Thượng, Thầy lại dìu dắt chúng con về đây. Thầy giảng dạy cho chúng con 10 năm, hôm nay Thầy lại giảng lại cho chúng con, vẫn dạy cho chúng con những lời giáo hóa của Đức Thế Tôn, học theo hành giả của Đức Thế Tôn để cầu giác ngộ giải thoát. Tất cả tăng ni cũng như Phật tử chúng ta có duyên đến được những nơi thánh tích này, thì mỗi người tự phát những lời nguyện, như là Phật tử phát nguyện là tam quy rồi ngũ giới, rồi phát nguyện là luôn luôn dứt bỏ tham sân si phiền não vân vân, thì đó cũng là những cái lời phát nguyện. Buổi sáng hôm nay chúng ta đến tháp Đại Giác Bồ Đề Đậu Tràng dưới gốc cây Bồ Đề đã có những cái buổi pháp thoại và những cái giờ phút thiền định lặng lẽ. Thì mong rằng tất cả mọi người luôn luôn trân trọng cái giờ phút này. Rời Bồ Đề Đạo Tràng, chúng con đi thăm hang Khổ Hạnh Lâm, nơi Thái tử Tất Đạt Đa đã 6 năm tu khổ hạnh. Đây là tên của một khu rừng thuộc thị trấn Uruvela bên dòng sông Ni Liên Thiền, tiểu bang Bihar ngày nay. Vào trong hang khổ hạnh, đảnh lễ bức tượng Phật. Bức tượng mô tả đúng như lời Phật đã thuyết về thời kỳ Ngài tu tập tại đây. Hình ảnh Ngài khiến chúng con vô cùng cảm động trước công hạnh, chí nguyện tu hành của Đức Như Lai, và thầm nguyện đền ơn Phật chính là tinh tấn tu tập để đạt được sự giác ngộ giải thoát cứu mình, cứu người, thoát khỏi vòng sinh tử. Là cái giai đoạn đầu tiên mà Ngài mất hết 5 năm để tầm sư học đạo, thì đến giai đoạn thứ hai thì Ngài cũng như các vị Bà La Môn bấy giờ là
chọn cái trường phái khổ hạnh. Thì mọi người vào trong cái hang đá thấy bức tượng của ngài tu khổ hạnh thì còn xương với da. Thì ở trong sử nói là ngài chỉ ăn mỗi ngày một hạt mè, một hạt đậu thôi. Chứ thật ra ăn hạt mè, hạt đậu sao ăn được. Cho nên là chủ yếu là những vị tu sĩ ở trong rừng á, ăn sao rừng, uống nước suối hoặc là những trái cây rừng, những trái dại đó. Đó là hành hạ cái thân cho đến ngày gọi là hơi tàn lực kiệt rồi chết thôi. Đó. Thì các vị nghĩ rằng á, là sau khi chết thì bảo đảm sẽ sanh về cõi trời. Nhưng mà Đức Phật cũng đi theo cái trường phái ấy. Thì lúc bấy giờ là ngài thấy cơ thể của mình nó quá suy kiệt, không còn đủ sức để tiếp tục tu nữa. Cho nên là ngài đi xuống núi để tìm nước để tắm. Có cái nàng mục nữ Siddhartha, thì cái làng của nàng Siddhartha đó thì rất là xa. Nhưng mà nàng dẫn cù đi ngang qua cái con đường này thì thấy có một vị tu sĩ ngã quỵ ở bên đường, thì nàng ta đem một bát sữa cù và cúng cho Đức Phật. Thì đó là cái phước duyên của người mục nữ ấy. Thì khi mà thái tử được uống bát sữa thì ngài cảm thấy thân tâm rất là sảng khoái. Lúc đó là ngài mới tỉnh ngộ rằng con người cuộc sống rất là quan trọng. Thì ngay chỗ đó là ngài giác ngộ được cái lý trung đạo. Thì ngài mới quyết tâm từ nay về sau chấm dứt cái con đường khổ hạnh này. Được bên người trong một cái thân hình mà chỉ còn da bọc xương như thế này, chúng tôi thấy rằng đây là một con người đã hết lòng vì chúng sinh. Thực sự là hy sinh cả thân mình để tìm ra một con đường giải thoát cho nhân loại, cho quần chúng. Tới hang khổ hạnh, đoàn chúng con cùng nhau làm chương trình từ thiện phát cháo cho dân địa phương. Đời sống của dân nơi đây vẫn còn nghèo lắm. Sự thiếu thốn vật chất hiện rõ trên những khuôn mặt đen đuốc, gầy guộc của những người ăn xin. Cây cối xác xơ, núi đá trơ vơ, khô hạn. Mặc dù đã có sự chuẩn bị chu đáo, nhưng cũng thật khó khăn bởi người xin quá đông, níu áo quý thầy. Cái khó, cái nghèo còn đeo đẳng mãi nơi đây, trong lòng chúng con không khỏi cảm xúc xót xa cho thân phận kiếp người. Được biết đến nhân dân nơi đây là nơi nghèo nhất trong những nơi chúng con được đến. Có những gia đình nhiều đời chưa từng có một mái nhà, dường như họ đã quen với cảnh khổ này. Mình thấy người ta khổ, nhưng chưa hẳn người ta thực khổ, bởi vì họ có sướng bao giờ. Hơn nữa, trong hình ảnh về mặt tâm tư hồn nhiên, thư thái của người dân bản địa, có lẽ họ bằng lòng với những gì mình đang có, thế nên dù xin ăn, nhưng họ có thể rất giàu vì biết đủ. Quý thầy nhắc nhở cả đoàn trải tâm gửi tới tất cả chúng sinh, ánh mắt thầy từ bi mà khắc khoải về kiếp người. Một bài pháp sống về nhân quả rõ ràng cho mỗi chúng con. Phái đoàn chúng con tiếp tục đi chiêm bái ngôi chùa của thầy Huyền Diệu, nhìn mái chùa cong cong và bảo tháp Xá Lợi Phật uy nghi sừng sững, trong chúng con trào dâng niềm xúc động. Cảm niệm công đức của thầy đã xây dựng ngôi chùa mang tên Việt Nam Phật Quốc Tự, thay cho lời tri ân tam bảo của những người Phật tử Việt Nam ngay tại nơi Phật tích linh thiêng này. Chúng con thấy ấm áp như mình đang ở giữa quê nhà. Cầu nguyện ngôi chùa mãi mãi trường tồn và mọi ước nguyện của thầy đều được thành tựu. Đài mây sáng rỡ chùm pháp giới, cúng dường tam bảo khắp mười phương. Nam mô Bồ Tát Hương cúng dường, Nam mô Bồ Tát Hương cúng dường, Nam mô Bồ Tát Hương cúng dường. Sau khi thầy về đây thì thầy kêu gọi
các nước Phật giáo trên thế giới về những nơi thánh tích để mà xây dựng những ngôi chùa giống như là bị bảo vệ dùng cái phương tiện máy móc thì cái chuyện mà nói quê hương Đức Phật ngài là một bậc gọi là phước trí song toàn. Phật tử mà tự chiêm nghiệm lại 10 năm về trước chúng ta chưa gặp Phật pháp một cách chân chính, mình chỉ biết đạo Phật bằng cái tín ngưỡng thôi, thì bây giờ mình so sánh lại thì tự nhiên mình thấy mình có một bước nhảy rất là xa, mình có một cái sự chuyển biến rất là lớn chứ không. Rời khỏi Việt Nam Phật Quốc Tử, chúng con lại được chiêm bái ngôi chùa Viên Giác. Nơi đây gợi lại trong lòng chúng con niềm tự hào trên mảnh đất địa linh Phật Pháp, lại có thêm ngôi Tam Bảo Uy Nghi, đó là ngôi chùa Việt Nam tại Bồ Đề Đạo Tràng. Chúng con lại được chiêm bái một ngôi chùa vàng nữa trên đất Ấn. Đây là ngôi chùa đầu tiên được chính phủ Thái Lan xây dựng tại nước ngoài, với bức tượng Phật bằng vàng được công phu chế tác mang từ Thái Lan sang. Được vinh dự sư thầy phó trụ trì của Thái Lan đón tiếp nồng hậu trong không khí thắm tình đạo hữu. Hôm nay đoàn tăng ni Phật tử ở Việt Nam thì viện Phước Lộc Yên Tử Quảng Ninh đến thăm sư Phật và đến thăm chùa của thầy, rất vui mừng được gặp với thầy tiếp đón với nồng hậu. Đây là ngôi chùa Thái Lan mà chính phủ Thái Lan đồng ý cho phép xây dựng ở nước ngoài đầu tiên, mà mảnh đất này là được tân thủ tướng của Ấn Độ đầu tiên đã ứng dụng cho Thái phủ Thái Lan được xây dựng cách đây 57 năm.
đoàn lại đến chiêm bái ngôi chùa Tây Tạng thứ nhất tại Bồ Đề Đạo Tràng. Chùa Tây Tạng được xây theo một kiến trúc của các màu sắc. Trên tường được công phu vẽ các câu chuyện liên quan đến cuộc đời của Đức Phật, những hoa văn tinh xảo với nhiều màu sắc đặc trưng truyền thống văn hóa của dân tộc này. Khi mà Đạt Lai Lạt Ma ngài còn tại vị, Tây Tạng có cái điều đặc biệt á, là Đạt Lai Lạt Ma là một vị là pháp chủ của Phật giáo Tây Tạng, là cái người đứng đầu của Phật giáo mà cũng là vua của nước Tây Tạng luôn đó. Cho nên trên thế giới là chỉ có Tây Tạng là có cái chuyện lạ đó, là một vị tu sĩ mà lại là một vị vua của cai trị một đất nước. Và đây là ngôi chùa Tây Tạng thứ hai do ngài Đạt Lai Lạt Ma xây dựng, cũng là nơi ngài thường lui tới nghỉ ngơi và làm lễ mỗi khi đến Bồ Đề Đạo Tràng. Rời khỏi nơi đây, đoàn hướng về chùa Nhật Bản. Xa xa đã xuất hiện bức tượng Phật Lộ Thiên sừng sững uy nghi, lớn nhất tại Bồ Đề Đạo Tràng trong tư thế tọa thiền. Pho tượng Phật này đã được chính phủ Nhật công phu mang từng phiến đá từ quê hương sang miền đất thiêng liêng nơi Đức Phật thành đạo. Thể hiện vị thế của mình qua ngôi chùa nằm cách tháp Đại Giác không xa. Chùa Bhutan nhỏ nhắn mà ấm áp, mang đậm nét văn hóa của một đất nước gần 100% theo đạo Phật. Tổng cộng, đến nay có gần 40 ngôi chùa từ các nước trên thế giới có mặt tại Bồ Đề Đạo Tràng, tạo thành một quần thể với nhiều kiểu kiến trúc, mang đậm phong cách văn hóa dân tộc khác nhau, nhưng tất cả đều một hướng với tâm thành kính dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn. Qua đây, chúng con thật tự hào, giáo pháp của Đức Thế Tôn đã được lan tỏa thấm nhuần đến từng quốc gia khắp nơi trên thế giới. Bhutan cũng là một đất nước riêng theo đạo Phật, thì đây là cũng tu theo Phật giáo Phật Tông, cho nên là chúng ta vào nhìn cái sự trang trí của họ là chúng ta biết là họ đang tu theo cái tông phái nào. Buổi sáng nơi đây tại Bồ Đề Đạo Tràng thật an bình. Trong không khí mát mẻ, tiếng chim ríu rít thức dậy sau một đêm im ngủ, theo bước chân quý thầy, chúng con lại vào bảo tháp đảnh lễ Phật. Những cảm xúc nghẹn ngào từ tâm tuôn trào, cái tâm thường hằng sắt đá ganh tị tật hiểm, giờ đây như mềm lại, chỉ còn lại nguyên sơ cái tâm chân thật, nhìn cảnh vật đến con người, thấy ai cũng dễ thương, ai nhìn mình cũng dễ mến, hòa quyện vào nhau, tuy hai mà một. Tuy một mà hai, động tâm phải chăng là thế ấy?
Một lần nữa, thầy trò chúng con được ngồi thiền tại cội Bồ Đề và sẻ chia cảm xúc có được tại nơi này. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng cùng quý Phật tử, hôm nay là buổi tối thứ hai, chúng ta có mặt tại Bồ Đề Đầu Tràng, nơi Đức Thế Tôn thành đạo. Đức Phật có nói rằng tất cả chúng sanh là đi trong luân hồi, mà đi trong cái nghiệp thức của mình. Thì nếu mà con người muốn thoát ra khỏi cái đó thì phải sao? Phải thứ nhất là phải có căn duyên rất là sâu, thứ hai là phải có cái trí tuệ gan dạ. Trong kinh chiếu cũng có quý cô nói với con là đi rồi sao lại còn đi nữa, xong thì con nói rằng là con đi đây cũng là một sự tu tập. Mỗi lần trở về xứ Phật là con có một cái trạng thái rất là vui, cảm xúc và rất là khó nói. Và con nghĩ rằng là trong chuyến đi này, những ai đã một lần, hai lần hoặc ba lần đến đất Phật thì đều có cảm nhận. Thực sự ra trước đây chúng con đi chùa nhưng mà hiểu về Phật Pháp thì nó cũng xa vời và chỉ là cầu mong cúng kiến là chính. Nhưng từ khi mà con được lên thiền viện, được sự dìu dắt và dạy dân bảo của các thầy quý thầy, quý cô thì chúng con đã hiểu ra. Và trong đời này con đã cảm nhận thấy tuy rằng là chúng con thực hiện chưa được bao nhiêu, nhưng ít nhất con chúng con đã gây được một chủng tử cho đời sau để cho chúng con tiếp tục tu hành và đi theo con đường của Đức Phật đã chỉ dạy. Con chuyên nghiệp là bản thân con thì con thấy là mình là cán bộ đảng viên nhà nước thì mình kiểm cái gì mình cũng hay, cái gì cũng tài, cái gì cũng giỏi, nhưng mà khi gặp cái chuyện sóng hướng khó khăn thì con thấy là mình nhiều tội lỗi quá. Ở trong lòng con thì rất nhiều cảm xúc, nhất là lúc thầy tuyển phúc sám hối, bắt bài sám hối thì tự nhiên trong lòng nó nghẹn ngào. Rồi những lúc dâng y cho Phật, rồi những lúc đi nhiễu khác, tất cả đều giống như chúng ta giống như là một cùng tử lang thang, nay được trở về. Và tất cả những cảm xúc này trào dâng trong tâm trí chúng ta. Và con nghĩ rằng chúng ta hãy cùng nhau yên lặng lắng nghe những dòng cảm xúc và lấy đó làm tư tưởng. Nếu mà mình hiểu như vậy á thì chúng ta sẽ vượt qua một cách dễ dàng, thấy không? Còn nếu mà mình thuận thì mình tu, còn nghịch thì mình không tu, thì cái người đó là không biết sống ở thế gian này. Đó, cho nên đó cũng là những cái ý kiến, những cái cảm nhận để giúp cho quý Phật tử có thêm những cái kinh nghiệm thêm để chia sẻ. Chắc chắn là ai cũng có nhiều cảm xúc, thấy không? Nhưng mà sẽ được trình bày để cho mọi người ai cũng hoan hỷ để chia sẻ, rồi chúng ta đưa ra những cảm xúc đó thì Phật, Bồ Tát, chư vị hộ pháp, các ngài cảm nhận, rồi các ngài cũng sẽ rải cái tấm lòng từ bi để mà chuyển hóa, giúp cho chúng ta được nhẹ nhàng thêm. Bụt thăng sẽ đề năng Gacchami Dhammam Saranam. Quý thầy dẫn cả đoàn chúng con đến chiêm bái các thánh tích mà sau khi chứng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, Đức Phật đã trải qua 7 tuần hành thiền để chiêm nghiệm và suy tưởng về sự giác ngộ ấy. Tuần thứ nhất, Đức Thế Tôn ngồi ngay dưới cội Bồ Đề, nay là tòa Kim Cang bên trong hàng rào gần cội Bồ Đề. Tuần thứ hai, ngài ngồi ra xa và quay lại ngắm nhìn cây Bồ Đề để tỏ lòng tri ân cây đã che mưa nắng giúp ngài thành tựu đạo quả giác ngộ. Tuần thứ ba, ngài đi kinh hành suốt từ Đông sang Tây và vẫn còn dấu ấn bàn chân của Đức Thế Tôn. Tuần thứ tư, ngài ngồi suy ngẫm về những giáo lý vi diệu tối thắng hảo quang từ kim thân ngài phóng ra rực rỡ sáng, và đó cũng là nguồn gốc của lá cờ ngũ sắc của Phật giáo ngày nay.
tuần thứ năm, Ngài ngồi dưới gốc cây đa để chiêm nghiệm về hạnh phúc giải thoát viên mãn. Cũng chính nơi đây, Đấng Phạm Thiên đã thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp. Tuần thứ sáu, Đức Phật đã ngồi thiền tại đây. Vào lúc ấy, một trận bão to xảy ra và vị Long Vương của hồ này xuất hiện, quấn nhiều vòng bao quanh kim thân Đức Phật để chống lại mưa gió và che chở cho Ngài. Tuần lễ thứ bảy, Ngài ngồi thiền định để chứng nghiệm về đạo quả của sự giải thoát. Chính tại nơi đây, Đức Phật đã gặp và nhận bát cháo gạo cùng mật ong do hai thương gia Miến Điện dâng cúng dường. Hai vị này xin quy y Đức Phật và Pháp Nhị Bảo. Đây là hai vị thiện tín đầu tiên của Ngài. Vượt qua dòng sông Ni Niên Thiền mùa nước cạn, đoàn chúng con đến thăm trường học của sư cô Tử Tâm, người đã đến đây và xây dựng ngôi trường cho trẻ em nghèo khó. Có lẽ hơn ai hết, đệ tử của Như Lai thực hành hạnh nguyện tử bi hay ban vui cứu khổ mà chẳng ngại gian lao là lẽ sống của mình, vì cho tức là nhận, nhận cũng tức là cho. Vì thế khi cần cho, ta cho tất cả, khi cần nhận, ta nhận hết mình. Bởi vậy, tấm lòng Bồ Tát của sư cô phát xuất từ trí tuệ của Như Lai đã nhắc nhở chúng con cần cố gắng hơn nữa trên con đường tu học, bài học lớn cho chúng con về tấm lòng rộng mở yêu thương và sẻ chia đến những người khốn khổ hơn mình. Thank you.
con là Từ Tâm, sinh quán tại Việt Nam bàn. Và sống tại miền Nam và qua Mỹ năm 80 và bắt đầu qua đây năm 2000. Ở đây thấy trường hợp nghèo quá, học sinh không có trường học và muốn cải thiện cuộc sống của họ, muốn giúp đỡ họ trong cái chương trình môi cuộc sống sớm hơn. Con nghĩ rằng chỉ có một cách duy nhất là cho họ cái kiến thức và từ đó họ tự kiến thức họ, họ tìm hiểu đâu là chánh pháp Phật theo. Song song với vấn đề về giáo dục, con cũng có dạy các cháu sơ qua về tam quy và ngũ giới và cách nào sống cho nó hoàn thiện. Và đã được tổng cái gần được gần năm nay với sự chiếu cố của hòa thượng, chư thượng tọa, chư đức tăng ni, chư Phật tử khắp mọi nơi, trường đã duy trì đến hôm nay. Và con nghĩ rằng nếu trường hợp vẫn được trực tiếp tại chiếu cố của quý ngài, quý hòa thượng, quý đại đức tăng ni thì trường sẽ sống mãi. Chắc chắn là sư cô nhờ cái từ lực của Tam Bảo như là cái quan lực của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là cho nên sư cô mới phát tâm Bồ Tát để làm những cái việc lớn lao như thế này. Thì hôm nay tăng ni Phật tử ở Trúc Lâm Yên Tử là cái nơi mà ngài Trần Nhân Tông đã sáng lập ra, có cái chuyến hành hương về đây, thì thật là mấy thầy cũng bất ngờ, chứ nếu mà chuẩn bị trước là chắc chắn là sẽ có nhiều quà thêm để cúng dường cho sư cô, để sư cô lo cái việc Phật sự ở đây. Thì chắc chắn là bây giờ đã biết rồi thì chắc chắn là lần sau là sẽ chuẩn bị trước để đến nơi này. Rời sông Ni lên thiền, tạm biệt mái trường, chúng con chia tay trong sự lưu luyến của những người dân nghèo mà vô cùng thân thiện, đặc biệt là trẻ em, những ánh mắt thật dễ thương trong sáng. Chúng con nguyện cầu cho sư cơ hoàn thành như ý nguyện, nhân dân nơi đây đều được bình an và ấm no, chánh pháp sớm phồn thịnh tại mảnh đất này. Khu làng nghèo nhưng êm ả, thanh bình, tiếng chim hót ríu rít. Thời tiết hôm nay thật mát mẻ, dưới ánh nắng vàng của ngày cuối thu. Từng bước chân an lạc của quý thầy đã đưa cả đoàn chúng con trên chặng đường đi quên hết cái mệt mỏi. Thầy luôn nhắc nhở chúng con hãy quan sát xung quanh và sống trọn vẹn mỗi nơi ta đến. Đoàn lại đến khu tưởng niệm nàng Sujata, người mục nữ đã dâng bát cháo sữa cúng dường Thái tử Tất Đạt Đa. Tại khu nền nhà cũ của nàng ngày xưa, hiện nay là bảo tháp gạch uy nghi do vua A Dục xây dựng lên để ghi nhớ công ơn của nàng. Chúng con tiếp tục đi thăm đền thờ nàng Sujata, đoàn thắp nén tâm hương đồng tâm tưởng nhớ di tích thiêng liêng mà nàng dâng bát cháo sữa cúng dường Thái tử Tất Đạt Đa trước khi thành đạo. Trở lại Bồ Đề Đạo Tràng, tại khu vườn thiền trong tháp Đại Giác, quý thầy hân hoan thỉnh đại hồng chung. Pháp khí này được đúc tại Huế và được Phật tử Việt Nam dâng lên cúng dường vào ngày 20 tháng 2 năm 1994. Chuông nặng 2.550 kg, cao 2,5 m, đường kính 1,45 m. Dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Khải Ấn, trụ trì chùa Từ Đàm Huế và Hòa thượng Thích Pháp Trơn, trụ trì chùa Liễu Quán ở Mỹ. Với kỷ niệm này như đã in sâu vào tiềm thức người Phật tử Việt Nam, ai cũng muốn đến đây, muốn được thỉnh và nghe tiếng chuông này. Để phiền não vơi nhẹ, đồng tâm nguyện âm vang khắp pháp giới, đến cả nơi u tối mọi loài đều được nghe, mà siêu nhiên vượt thoát vòng sinh tử để giác ngộ tự tâm thấy được nẻo về. Chúng con được hành thiền và chia sẻ những cảm xúc của mình tại cội Bồ Đề trong ấm tình đạo hữu, cảm tạ công đức của quý thầy đã dìu dắt tạo nhiều phương tiện cho chúng con luôn tìm lại mình trong mỗi phút giây quý báu trên mảnh đất thiêng liêng này. Trong 3 ngày thì chúng ta có mặt tại Bồ Đề Đạo Tràng, chúng ta hành đạo được mọi sự thuận lợi, tất cả mọi người ai cũng có những cái niềm vui. Con bước đến chân đến Bồ Đề Đạo Tràng thì con cảm thấy một cái sự thật là lâng lâng khó tả. Tất cả nhân dân ở địa phương đây là chỉ có bán hoa quả và bán rau, chứ còn không có những cái thực phẩm mà
tất cả những cái loại thực vật. Trong 3 ngày qua, chúng con đã gặp nhiều người dân ở Ấn Độ và thấy họ rất là thân thiện, mặc dù cuộc sống còn rất nhiều khốn khó. Qua tiếp xúc với họ, chúng con càng hiểu rằng cần phải tích cực làm tất cả các điều thiện, bỏ tất cả các điều ác, giữ thân tâm thanh tịnh và tinh tấn tu học để góp một phần công sức nhỏ bé của mình giúp đỡ chúng sinh. Con là làm nghề buôn bán quần áo, chính vì thế và những kỳ cuối năm là ngày chúng con bán, ân bán hàng cũng hơi bận rộn. Nhưng bắt đầu lên xe đi, con rất hoan hỉ. Và cho đến ngày con bước chân vào đất nước Ấn Độ, cho đến ngày hôm nay, mọi việc tham mà con đã lo từ xưa đến nay hoàn toàn biến mất. Đối trước quý thầy, đối trước Bồ Đề Đạo Tràng, chúng con nguyện tinh tấn tu học, nương theo chánh pháp của Đức Như Lai và tu theo các quý thầy thỉnh dạy Thích Nhân Liên Tử. Từ nay đến hết thiên, con nguyện tinh tấn tu hành theo đạo pháp của Như Lai, theo quý thầy chỉ dạy. Từ khi bước chân đến được Ấn Độ, thực sự con để thời gian để mình tự chiêm nghiệm những gì mình đã sống, đã nghĩ. Và đến đây, những cái gì thực tế con nhìn thấy thì con đã thấy rằng là sống ở đây thì mình thấy rằng là từ con người đến tất cả mọi động vật xung quanh đây đang sống, chung sống với nhau rất là yên bình. Và ở đây con đã thấy rằng là đây là cái con đường mà con theo, không phải bây giờ. Nếu như đời này, kiếp này con chưa được thành đạo, chưa đạt được những cái tâm nguyện của mình, thì trước nơi linh thiêng này, con phát nguyện sau này, đời này, kiếp này, đời sau, kiếp sau, con sẽ đi theo con đường của Phật. Con chỉ có một cái phát nguyện là đủ duyên để mà được thoát ra. Và con cũng xin là đời này, kiếp này, nếu mà con chưa được cái nguyện của con mà chưa được đạt, thì con cũng xin là cái nguyện của con để đời sau, kiếp sau sớm được gặp chính pháp để mà đi trên con đường của Đức Như Lai đã chỉ cho. Saranam Gacchami. Chúng con được đánh thức bởi tiếng chim hót ríu rít với những tia nắng đầu ngày đang tỏ dạng, giữa bầu không khí trong sáng mát mẻ của ngày mới. Sau những ngày có mặt tại nơi này, mảnh đất Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, hạnh phúc trong lòng chúng con bỗng trào dâng. Lòng chúng con hướng về tất cả đệ tử Như Lai để chia sẻ niềm vui và nguyện cầu những ai chưa đủ duyên lành về đây đều được thưởng thức hương vị đạo màu từ Bồ Đề Đạo Tràng, sẽ được một lần trong đời về nơi đất Phật cùng được cảm thông. Chia tay với Sư Mano, trụ trì tháp đại giác linh thiêng, cảm tạ tấm lòng của Sư đã có những tình cảm đặc biệt ưu ái đối với Phật tử Việt Nam. Chúng con thấm sâu lời chỉ dạy của quý Thầy, cảm nhận niềm hạnh phúc an lạc đang hiện hữu.
Tạm biệt Bồ Đề Đạo Tràng khi bình minh vừa tới, tạm biệt bảo tháp linh thiêng với cội Bồ Đề, trong lòng mỗi chúng con ai ai cũng bùi ngùi lưu luyến và mong hội đủ duyên lành sớm được quay trở lại. Nhưng rồi, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Bồ Đề Đạo Tràng sẽ không xa lắm chỉ ngay đây và ngay bây giờ khi căn trần không dính mắc, bằng ngược lại tìm hoài cũng không thấy, dù đứng ngay trên mảnh đất địa linh, vô duyên đối diện bất tương phùng. Thầy thay mặt thiền viện Trúc Lâm Yên Tử có chuyến hành hương đầu tiên đến Bồ Đề Đạo Tràng, rất là cảm ơn được sư đến tận sân bay đón tiếp. Và trước khi đoàn rời khỏi Bồ Đề Đạo Tràng, sư cũng rất là nhiệt tâm, cũng chúc sư được nhiều sức khỏe để làm lợi ích cho tất cả mọi người khi đến đây. Thật duyên lành, thầy phó trụ trì gặp lại vị sư Ấn Độ mà chuyến hành hương lần trước thầy về đây. Hôm nay gặp lại được biết sư đang phát nguyện xây một khu tịnh xá mang tên Việt Ấn. Chúng con có duyên lành được cúng dường chút tịnh tài cầu nguyện khu tịnh xá Việt Ấn sớm được hoàn thành như tâm nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình tịnh xin lại cái nghe lời nói của ngài Ariyabala. Ngài Ariyabala đã nói là rất là vui mừng khi đoàn hành hương của chúng ta đến viếng thăm tịnh xá Việt Ấn. Tục hành trình, chúng con đến thành phố Ragia, thăm trường đại học Nalanda. Đây là trường đại học Phật giáo đầu tiên trên thế giới, nơi có một quy cách giáo dục gương mẫu, có tầm vóc rất lớn, tiếng tăm lừng lẫy, lưu danh cho đến ngày nay. Tháp và bên đó thì cũng có một cái tháp của ngài Xá Lợi Phất, cũng được được hiện nay đang được tôn thờ tại nơi này. Riêng ở trường đại học thì có cái di sản là có tháp của ngài Xá Lợi Phất ở trong đó. Trường Đại học Nalanda không phải khu thánh địa tâm linh quan trọng như những thánh tích liên quan đến cuộc đời Đức Phật, nhưng nơi đây cũng là khu đất thiêng đã sinh ra các bậc thánh tăng tiêu biểu từ thời Đức Phật như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Ở đây cũng có mặt các bậc cao tăng Lẩu Thông Tam Tạng truyền bá Phật giáo sau này như ngài Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân, Trần Na, Giới Hiền và đặc biệt là danh nhân Phật giáo mà ai cũng từng biết đến. Đó là đại học giả thông thạo kinh luật Tam Tạng, Pháp sư Trần Huyền Trang, một bậc cao tăng Trung Quốc thời Đường.
Với tầm vóc lớn lao và trung tâm giáo dục không chỉ dành cho Phật giáo, Nalanda còn là nơi đào tạo cả thế học như văn học, nghệ thuật, y dược, ngôn ngữ, tôn giáo, triết học. Nếu Bồ Đề Đạo Tràng là nơi Đức Phật viên thành chánh pháp, thì Nalanda là đất thiêng đã truyền chiếu ánh sáng ấy đến với vô số người ở khắp nơi trên thế giới. Nếu Lục Uyển là thánh địa, bởi ở đó Đức Phật đã truyền pháp luân lần đầu tiên, thì Nalanda là đất thiêng đã hoằng truyền chánh pháp trong một thời gian dài. Mảnh đất thiêng này đã chứng kiến sự viên tịch của tôn giả Xá Lợi Phất, ngày nay tháp thờ ngài vẫn còn đây. Mặc dù đã bị sự phá hủy của đoàn quân Hồi giáo và bác thế kỷ bị vùi lấp trong sự lãng quên, nhưng những bức tường gạch còn sót lại ở Nalanda vẫn toát lên được vẻ hùng tráng nguy nga của một thời vàng son Phật giáo. Buổi chiều khi hoàng hôn sắp buông xuống, cũng là lúc chúng con có mặt trên đỉnh núi Linh Thiếu. Từ trên đỉnh núi này, chúng con có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành Vương Xá. Những dạng núi chạy dài bao bọc xung quanh, có đồng ruộng mênh mông bát ngát, các làng mạc và những phố xá nằm rải rác quanh vùng. Tại Linh Thiếu Sơn này, nhiều bài kinh quan trọng đã được Đức Phật tuyên thuyết khi Ngài còn tại thế. Theo truyền thuyết của Đại Thừa, tại núi này, Đức Phật đã thuyết Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh quan trọng của Đại Thừa Phật Giáo, là kim chỉ nam của hành giả Pháp Hoa Tông. Đoàn của chúng con tiếp tục lần theo con đường mòn mang tên Tần Bà Sa La, gợi nhớ sự việc ngày xưa nhà vua thường đi kiệu theo đường này lên đỉnh núi Linh Thiếu. Tuy đã có trúc lâm tinh xá của nhà vua tặng, nhưng Đức Phật thường lưu lại Linh Thiếu Sơn nhiều hơn. Từ đỉnh cao này nhìn xuống xa xa phía bên dưới là nền cũ của nhà giam vua Tần Bà Sa La. Ngược lại, từ nhà giam chúng ta có thể nhìn thấy hương thất của Đức Phật. Bao nhiêu thế hệ khách hành hương đã tìm đến đây, biết bao tấm lòng thành kính đã lan tỏa nơi chốn thâm nghiêm này. Vẫn còn đây hương thất của tôn giả A Nan, hương thất của tôn giả Xá Lợi Phất. Tất cả những hình ảnh này gợi lại cho chúng con sinh khí hào hùng, kho tàng diệu bảo, tướng pháp Như Lai của một thời chánh pháp vang dội, đã từ lâu tưởng chừng như chìm sâu trong quên lãng, im lìm trong giấc ngủ ngàn thu. Lên tới đỉnh Linh Thiếu Sơn, trong khoảnh khắc dừng chân ở tận đỉnh cao, bốn bể gió lộng mênh mông, cảnh vật im lìm trong khoảng không bất tận, cũng chính là lúc chúng ta tìm đến hương thất của Đức Phật. Nơi đây, bây giờ chỉ còn lại nền nhà với một khuôn viên nhỏ, với bức tượng Phật được tôn trí thật đơn sơ để hành lễ. Nhưng hào khí Đại Thừa của Ngài vẫn còn vang vọng đâu đây, phảng phất pháp âm sống động trong lòng chúng con vang dội khắp muôn nơi, ngàn năm bất tuyệt, khiến cho lòng chúng con trào dâng những cảm xúc hạnh phúc bình an khó tả. Xa xa, những dãy núi chập trùng trong làn khói mỏng chiều buông, không gian trầm mặc lặng lẽ im lìm, nhưng sức sống của trời đất bao la ở nơi đây thật vô cùng mãnh liệt. Sinh khí này đã xua tan những nỗi niềm trắc ẩn, muôn kiếp phôi pha trong mê lầm đen tối, xóa tan mọi sự mệt mỏi trong chúng con sau một ngày hành trình dù có vất vả đến đâu. Đoàn tiếp tục hành hương về tinh xá trúc lâm của vua Tần Bà Sa La cúng dường Đức Phật. Chính nơi đây, Thế Tôn cùng tăng đoàn thường an cư kết hạ nhiều năm. Ngày nay, nơi đây chỉ còn lưu lại dấu tích của tinh xá trong khung cảnh hoang tàn cô quạnh, tùng lâm vắng bóng chư tăng, nhưng vẫn còn động lại trong lòng hành giả những âm thầm khát vọng, khí thế của đại chúng tu hành, dưới sự chỉ dạy đấng đạo sư thầy của trời người, đã tàn phai theo năm tháng bởi định luật vô thường.
đây là Tinh Xá Trúc Lâm. À, nếu mà nói cho đúng á, đây là ngôi tinh xá đầu tiên mà được thành lập. Thì ở thủ đô Ma Kiều Đà này á, là có hai cái tinh xá. Một là Tinh Xá Trúc Lâm, hai là Tinh Xá Kỳ Hoàng. Thì ở thành Xá Vệ thì có Tinh Xá Kỳ Viên, đó là tinh xá đó rất lớn. Nhưng mà cái Tinh Xá Trúc Lâm này có điều đặc biệt á, là cây cối rất là nhiều. Thì ở cái khu thủ đô này á, là rất là hùng mạnh, cho nên là ngoài hai cái tinh xá Trúc Lâm và Kỳ Hoàng thì còn có những cái vườn sồi do những người Phật tử cúng Đức Phật. Thì thời xưa đó là Chư Tăng tu hành chỗ ở cuộc sống rất là đơn giản, có nghĩa là những gốc cây thì các ngài trải tọa cụ và các ngài cứ thiền định. Đoàn lại có mặt 104.008.000 địa danh bảo tháp được vua A Dục xây dựng để tôn thờ Xá Lợi Phật. Đây là một trong những bảo tháp đã bị đạo Hồi phá hủy, chỉ còn lại chân tháp mà chúng ta đang nhìn thấy. Không khỏi nghẹn ngào xúc động trước sự biến hoại của vô thường, 84.000 ngôi tháp khắp xứ sở Ấn Độ được đánh dấu bằng những trụ đá của vua A Dục, nay chỉ còn là phế tích. Vẫn biết là vô thường mà trong lòng bao nỗi xót xa. Vào năm 1958, chính phủ Ấn Độ cho khai quật, đào sâu xuống tìm thấy hũ Xá Lợi, có để rõ tên là Xá Lợi Phật, được đưa về giữ gìn tại bảo tàng Patna. Người ta thường có hành động bảo vệ mình bằng cách tiêu diệt kẻ khác, song đối với đạo Phật thì ngược lại, bảo vệ người khác chính là bảo vệ cho chính mình. Thế nên Phật có dạy, hận thù diệt hận thù, đời này không có được, từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Chùa Kiều Đàm Di mà Ni Sư Khiết Minh đang trụ trì là một ngôi chùa của ni giới Việt Nam đầu tiên trên đất Ấn Độ. Ngôi chùa sắp được hoàn thành trên mảnh đất mà ni đoàn đầu tiên thành lập, thêm một lần nữa khẳng định vị thế của Phật giáo Việt Nam đã và đang ngày càng phát triển. Nam mô Bồ Tát Hương Cung. Đây là ngôi chùa của ni sư ở chùa Kim Liên, thành phố Hồ Chí Minh, ni sư Khiết Minh ra đây xây dựng cũng cả 10 năm nay rồi. Thì tất cả mọi người thấy cho chuyên đi xây dựng một cơ sở này rất là rộng và lớn. Nơi đây cũng là chùa tháp Kiều Đàm Di. Thì tất cả tăng ni của Đức Phật tử thiền nguyện của Long Điện tử chúng ta đến đây thấy được cái tấm lòng cũng như là cái tâm huyết của quý chư ni xây dựng nên một cơ sở rất là nguy nghi này thì chúng ta rất là tùy hỷ. Thì với tấm lòng đó thì quý Phật tử cũng có tình tài tình bậc để cúng dường chư ni. Hôm nay toàn thể tăng ni và Phật tử chúng con trong chùa chúng con có tịnh tài tịnh bậc dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư vị tổ sư cùng hiện tiền chư tôn chư đại đức ni. Chúng con mong đại đức ni từ bi hứa khả và nhận lễ vật của chúng con để chúng con được ân chiêm công đức. Chúng con nguyện ban công đức này để cầu nguyện cho Phật pháp được trường tồn, chúng sinh được an lạc. Chúng con xin đại diện cho ni sư. Hôm nay ni sư bằng công việc phải đi qua Bồ Đề Đạo Tràng, không có mặt ở đây, cho nên con xin được thay mặt cho ni sư chủ trì cũng như là đại chúng đang nhập hà ở đây. Đại chúng năm nay có tới 40 vị từ 4 nước Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và Mã Lai đang an cư nhập hà từ trong tháng 6 đến trong tháng 9 tại ngôi tổ đình Kiều Tăng Đàm Di này. Cầu chúc cho tất cả quý vị thân quyến ở trong bộ từ an vui và tận hóa trong sản phẩm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cả
cảm niệm công đức tu hành của các ni sư thật không kể hết. Bảo tháp cao đồ sộ được khắc họa tinh xảo với nhiều bộ kinh trên đá bằng nhiều thứ tiếng, và nguyện cầu ni sư sớm hoàn thành tâm nguyện, được những mùa an cư thật viên mãn, nguyện có đủ duyên lành, chúng con được trở lại nơi đây tu học.